Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo một cái tài khoản của một nước bất kỳ thông qua việc chúng ta ứng dụng cái file APK để các bạn có thể tải và cài đặt cái tài khoản nhanh chóng và các bạn không cần phải tháo SIM hay là chúng ta phải phay VPN sang các nước tương ứng. Thì ở trong kênh của mình đã có một cái phần danh sách phát những cái thủ thuật TikTok hay, mình đã có những tổng hợp tất cả những cái phần ở trong này để các bạn có thể đón xem thêm. Thì đầu tiên đây là cái file TikTok mình đã tải cài đặt bằng cái file APK. Sau khi cài xong các bạn sẽ mở lên. Đây là cái giao diện quan trọng nhất để các bạn xác định các bạn muốn tải nước nào. Thì mặc định các bạn bấm close thì các bạn ở đây mặc định là của Mỹ, còn các bạn muốn chuyển sang nước khác, nước Pháp hay nước Ý thì các bạn chỉ việc bấm vào đây mode setting. Thì các bạn lưu ý hiện nay có rất nhiều cái file APK của rất nhiều hãng khác nhau. Thì đây là của hãng Jaguar và Dodge Unpacker. Các bạn thấy cái logo ở đây. Thì lát nữa mình sẽ để cái phần này, phần file APK này, phần của kênh của Zalo, các bạn chỉ việc vào kết bạn và chúng ta tải về hoàn toàn miễn phí. Rồi bây giờ để thiết lập, chúng ta muốn ví dụ ở đây các bạn muốn tải một cái tải và cài đặt cái ứng dụng là TikTok Pháp thì các bạn chỉ việc bấm vào mode setting. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái mục Trend Constant Region ở đây. Chế độ mặc định nếu các bạn bỏ qua thì nó sẽ là USA, có nghĩa là Mỹ. Còn các bạn muốn chọn lựa thì các bạn sẽ kéo lên này, phần này. Chúng ta sẽ kéo rất nhiều mục Algeria rồi là Angola vân vân, rất là nhiều, Belarus, các nước châu Âu vân vân, Brazil hay là các nước Nga, Ukraine, có rất là nhiều để các bạn lựa chọn. Ở đây ví dụ mình muốn tải TikTok beta Pháp thì các bạn sẽ kéo lên, chúng ta sẽ chọn vào mục France đây, có nghĩa là Pháp ở đây, các bạn tích vào. Lúc này sẽ hiện lên Country Trend to France là chúng ta sẽ đi đến Pháp, sau đó các bạn bấm Go Back. Thì sau khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ thiết lập sở thích như bình thường thôi. Ở đây ví dụ mình chọn những cái mục hai mục thôi. Còn các bạn làm thì các bạn sẽ chọn nhiều mục lên để chúng ta có thể là tăng cái tối ưu tìm kiếm. Và tiếp theo cái phần này thì nó sẽ xuất hiện những cái lỗi như thế này. Các bạn chịu khó chúng ta sẽ lướt lại cái ứng dụng. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy chúng ta đã vào cái phần chính. Và đây là tiếng Pháp ở đây. Đó, vân vân. Các bạn thấy là cô này đang cầm lá cờ Pháp. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn sẽ vào mục hồ sơ để chúng ta tiến hành bấm vào đăng ký. Thì các bạn chỉ việc bấm vào như bình thường thôi. Ở đây các bạn muốn là sử dụng số điện thoại hoặc email. Ở đây thì điện thoại xuất hiện những cái lỗi này, chúng ta sẽ nhập lại. Rồi phần ngày sinh thì các bạn chỉ bấm như bình thường. Ở đây các bạn luôn luôn lưu ý là phải từ 18 tuổi trở lên để tránh trường hợp các bạn khi mà đạt cái mốc bậc kiếm tiền rồi thì các bạn lại xoay sở không được, lý do là dưới 18 tuổi. Thì đến cái mục này các bạn sẽ thấy lập tức sẽ hiện lên là FR+33, đây là đầu số của nước Pháp. FR là franc, cộng 33 là nước Pháp. Như vậy là chúng ta đã chuyển thành công, rất là đơn giản. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành đăng ký. Ở đây mình sẽ bấm vào là bằng email. Thì cách làm hoàn toàn tương tự, các bạn sẽ nhập email vào. Ở đây mình sử dụng một cái tài khoản email ảo để mình làm demo thôi. Thì tương tự cái phần mật khẩu thì các bạn chỉ việc bấm vào cái mật khẩu bảo đảm đúng 8-20 ký tự và các chứa chữ số, ký tự đặc biệt vân vân. Ở đây ví dụ mình bấm là 123.abc và $, sau đó mà các bạn bấm tiếp. Thì cách thực hiện hoàn toàn tương tự. Rồi đến cái phần mà xác định thì bạn chỉ việc kéo qua thôi, các bạn kéo qua để chúng ta xác minh, rất là đơn giản. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta sử dụng cái file mod để các bạn có thể đăng ký TikTok của các nước bất kỳ mà có trong danh sách bằng một cú lấy chuột, rất là hay, mà các bạn khỏi cần phải phay VPN hay là tháo SIM. Mà hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ kênh cũng như để cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.